Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bồ Đề Tâm là chân tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Bồ Đề là danh từ tiếng Phạn, dịch là giác đạo, nghĩa là con đường giác ngộ. Bồ Đề Tâm là chân tâm căn bản, cũng tức là cái tâm không hồ đồ. Tâm hồ đồ là tâm tạo nghiệp, tâm không giác đạo. Do đó, chúng ta phải biết cho rõ con đường này là dễ đi hay khó đi. Biết rõ lộ trình rồi, chúng ta mới có thể đạt đến mục đích. Lại nữa, Bồ Đề Tâm tức là lúc đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều tuân thủ đúng pháp luật, và pháp luật đó chính là giới. Nói đơn giản là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Chư ác mạt tác tức là giới, có năm giới: sát, đạo, danh, vọng, tửu, rượu. Chúng thiện phụng hành tức là hành thập thiện. Thân khẩu ý của chúng ta tổng cộng có 10 điều ác. Thân thì phạm sát, đạo, danh; khẩu thì phạm ý ngữ, vọng ngữ, ác ngữ, lưỡng thiệt; ý thì phạm tham, sân, si. Nếu không làm 10 điều ác này, vậy là chúng ta đã thực hành thập thiện rồi. Tôi này xin giải thích một cách sơ lược như sau. Thân có 3 điều ác là sát, đạo, danh. Thật ra có rất nhiều người không phải là không biết thiện ác, nhưng họ biết mà vẫn cứ cố phạm, lấy việc sát sanh ra và nói. Người ta đa số biết rằng sát hại sanh linh là không đúng, nhưng họ vẫn cứ phạm giới sát. Trộm cắp tức là của không cho mà lấy. Biết rõ trộm cắp là không tốt, thế nhưng họ vẫn cứ trộm cắp. Tà dâm là ham thích dục thể, nó là thứ khoái lạc hư vọng chứ đâu phải thật. Bởi vì thứ khoái lạc này là giả, cho nên con người rất dễ đam mê mà quên mất sự khoái lạc chân thật. Đây là căn bệnh thông thường của người đời. Thật thì không ai nhận ra, nhưng cái giả thì mọi người lại ùa chạy theo. Cho nên nói, nhất thiên năng mại thập đảm giả, thập thiên năng mại nhất đảm chân. Tức là một ngày có thể bán được 1.000 gánh giả, nhưng khó bán được 1 gánh thật trong 10 ngày. Người đời kỳ quá như thế đấy. Ý nghiệp của chúng ta phạm 3 điều ác như tham, sân và si. Tham là lòng tham lam không biết chán. Có người trong lòng cứ nghĩ rằng nếu có được 1 triệu thì mình đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng khi có được 1 triệu, hắn lại nghĩ đến 10 triệu, thậm chí đến cả 10 tỷ luôn. Bao nhiêu cũng không thỏa mãn được lòng tham đó. Có bài kệ như sau: Trung nhật mang mang chỉ dị cơ, đắc liễu bảo phạn hữu tư y. Y thực lưỡng ban câu phong túc, tiền tưởng cao lâu giữ mỹ thê. Thú hạ kiều thê tịnh mỹ thiếp, xuất nhập vô thuyền thiểu phi cơ. Luân thuyền phi cơ cụ kỹ bị, hữu vô quan chức bị dân khi. Ngũ phẩm tứ phẩm hiềm quan tiểu, tam phẩm nhị phẩm giả hiềm đê. Nhất phẩm đương triều tác tể tướng, cánh tưởng diện nam khứ đăng cơ. Nhất nhật đăng cơ tòa liễu điện, hữu tưởng thành tiên hạ cuộc kỳ. Nghĩa là cả ngày bận rộn chỉ vì đói, được no cơm là nghĩ áo quần. Khi cơm áo hai thứ đầy đủ, bèn tưởng muốn nhà cao vợ đẹp, cứ vợ đẹp thiếp hầu xinh xắn, dạo đi còn thiếu tàu máy bay. Khi sắm đủ tàu thuyền phi cơ, lại chưa chức phận bị người khinh. Ngũ phẩm tứ phẩm chia lại nhỏ, tam phẩm nhị phẩm vẫn còn thấp, được chức tể tướng đệ nhất triều. Kế muốn đội mão lên ngôi đế, một ngày chiếm chệ trên ngai điện, lại muốn cùng thiên họp đánh cờ. Con người suốt ngày bận rộn chỉ vì lo cho no bụng. Khi no bụng rồi, người ta lại nghĩ đến quần áo đẹp, chân diện đồ tây thẳng cón, và thích kết giao với các quan chức thượng lưu trong xã hội. Đến khi chuyện ăn no mặc đẹp đã đầy đủ, người ta lại nghĩ đến chuyện cưới vợ đẹp hoặc lấy được ông chồng tuấn tú đẹp trai. Khi được vợ đẹp thiếp hầu xinh xắn hoặc chồng khôi ngô tuấn tú, họ lại nghĩ đến kiều xe, mua một cỗ xe có tiếng, thậm chí còn muốn có phi cơ để đi đó, đi đây. Khi trong tay có đủ máy bay, xe hơi, họ lại nghĩ nếu chẳng có chức vị quan tước, mình sẽ bị người ta coi thường. Thế là họ lại lân la đến quan trường, làm quan ngũ phẩm tứ phẩm cho đến tam phẩm nhị phẩm mà họ vẫn chỉ là nhỏ. Cuối cùng họ làm tới chức nhất phẩm, tức đại tể tướng hay quốc vụ khanh, nhưng vẫn chưa cho là đủ. Họ lại còn muốn làm tổng thống hay làm hoàng đế. Một khi được đăng triều lên bảo điện làm hoàng đế, họ lại muốn thành tiên,
trường sanh bất tử và được đánh cờ với các vị tiên nhân. Đó là hình dung về cái lòng tham không đáy của con người chúng ta. Dù đã có được gia tài ngàn vàng nhưng lại muốn nắm trọn quyền kinh tế quốc gia. Khi nắm được nền kinh tế toàn quốc rồi, thậm chí còn muốn nắm luôn cả mạch mạng kinh tế của toàn thế giới. Nói tóm lại, trên thế gian có hai hạng người. Một loại là tham danh, một loại là tham lợi. Kẻ tham danh thì cố dùng trăm phương ngàn kế để làm cho tiếng tăm mình được to lớn thêm. Người tham lợi thì dốc lòng tìm mọi mưu kế để càng kiếm được nhiều tiền hơn. Tất cả đều là do lòng tham sai khiến mà ra. Trong tâm lại còn có độc sân. Sân tức là tâm sân hận, nổi nóng bừng bừng, gọi là khuyết đức đới mạo yên, tức là thiếu đức như đầu đội khói. Người có tánh nóng dữ dội thì giống như suốt ngày đầu bị đội khói, có khí nóng cuồn cuộn xông lên, đó là dấu hiệu của sự thiếu đức. Người cao quý thật sự thì không nổi nóng, nếu có tánh nóng nhất định là họ cũng phải tự kiềm chế, hàng phục, điều hòa cho thân tâm được bình tĩnh và biết biến độc sân thành ra hiền hòa, biến dao mát thành ra ngọc luộc. Ba độc tham sân si có mối liên hệ với nhau. Tất cả phiền muộn của con người đều là do từ tham dục mà ra. Khi có lòng ham muốn, chúng ta bèn hướng ra bên ngoài để tìm cầu. Thấy đồ tốt đẹp là chúng ta muốn chiếm làm của riêng. Nếu chiếm không được thì chúng ta nổi sân. Một khi đã nổi sân, đầu óc chúng ta trở nên tối tăm mê muội, rồi biến thành ngu si. Cái độc si này không phải là chỉ đến cái ngu si của loại bạch tượng, mà nói về người không biết lý lẽ, mê muội về luật nhân quả. Bởi năng khiếu nhận thức của tâm đã bị che khuất rồi. Ba thứ độc này là căn nguyên của tất cả các phiền não. Muốn trừ phiền não, trước hết là chúng ta phải chặt đứt cái gốc của ba độc tham sân si. Khẩu nghiệp của chúng ta rất dễ phạm đến bốn lỗi như ý ngữ, vọng ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt. Ý ngữ là nói lời thêu dệt bâng quơ không thật, hoặc nói những lời không đàng hoàng, khiến người nghe khởi vọng tưởng bất tịnh. Vọng ngữ là lời nói không chân thật, dối trá. Ác khẩu là dùng lời nói ác độc, mắng nhiếc người, khiến cho người nghe không thể nào chịu nổi. Lưỡng thiệt là nói thị phi phải trái, xúi dục, làm cho hai bên đi dáng như rắn hai đầu. Trên đây là phần giải thích sơ lược về thập ác của thân khẩu ý. Nếu chúng ta có thể chuyển thập ác thành thập thiện, cẩn thận giữ gìn để không vi phạm, tức là giữ giới luật. Tâm Bồ Đề là một biệt danh của giới luật. Giới luật là dạy mình giác ngộ. Tâm Bồ Đề là chủng tử thiện vốn có trong tâm mọi người. Nếu chúng ta không quên tâm Bồ Đề, thì thiện căn của chúng ta sẽ không đứt đoạn, không hồ đồ, tức là tâm Bồ Đề. Chúng ta hãy cố gắng dung bồi cho hạt giống Bồ Đề tăng trưởng và hướng thẳng đi trên con đường thành Phật. Giảng ngày 18 tháng 6 năm 1987. Ha ha ha,